thơm, không nổ đâu. Thề, rút ra, thơm lắm, không nổ. Thật sự đây là một trong những mùi hương mà với cái cảm nhận của mình cách đây khoảng tầm, mình nhớ không rõ, tầm 7 đến 8 năm so với bây giờ, nó vẫn như vậy. Đây vẫn là một cái mùi hương nó có cảm xúc rất đặc biệt với mình. Có thể kể qua một chút, đây là mùi thứ 3 mà mình mua sau khi mình được tiếp cận với nước hoa. Và Spybomb được gặp gỡ với mình vào một ngày tháng 9, trời se se lạnh. Và cái cảm nhận khi mà mùi hương nó vừa mới xịt ra, thì cái cảm nhận đấy với cảm nhận bây giờ khi mà ngửi trên vòi mình mới xịt ở tay đây, nó vẫn như nhau. Mùi nó quá ngon, quá xuất sắc. Nếu như mà bạn là một người nam tính mà bạn không có mùi hương này thì thực sự đó là một cái sự thiếu sót. Và ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ cảm nhận của mình về hai cái phiên bản các bạn dễ dàng tìm kiếm ở trên thị trường. Đó là Spybomb phiên bản Original và phiên bản này là phiên bản Extreme. Và chúng ta hãy cùng nhau xem hai phiên bản này có gì đặc biệt và lựa chọn dùng ở cái phong cách và cái thời điểm như thế nào cho nó hợp lý nhé. Đầu tiên thì chúng ta nói qua một chút về cái phần thiết kế của em nó. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đây là một cái thiết kế hình lựu đạn, trông rất là bắt mắt. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Và nó hoàn toàn trong suốt, các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần giữa thân chai của những nước hoa này thì họ in những cái thông tin rất cơ bản, đó là Spybomb, Victoria Rose. Và đây là phiên bản original, bản đầu tiên, nên nó sẽ không có những thông tin gì. Ngoài ra thì cái bản Extreme ở đây các bạn cũng có thể xem, đó là nó đã có cái phần làm đen hơn, nhưng cái phần đen này các bạn đưa lên ánh sáng như này nhá, các bạn vẫn nhìn được cái lớp rui ở trong, và cái phần thân chai đã được đánh một cái lớp vàng bóng. Và ở cái phần dưới ngoài chữ Spybomb ra, các bạn có thể nhìn thấy nó có chữ Extreme rồi. Đó là một cái điều phân biệt. Ngoài ra có một cái điểm mà mình rất ấn tượng ở cái thiết kế của Spybomb, đó chính là cái phần nắp chốt như thế này. Đây các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy cái nắp chốt của nó. Và có hai chữ VR, đó là viết tắt của biểu tượng của thương hiệu Victoria Rose. Và cái nắp chốt này nó có một cái điểm rất là hay ho, đó là khi mà các bạn đưa vào cái chốt này, nó làm cái chốt có thể gọi là các bạn nó kiểu co đàn hồi được. Đó. Các bạn đưa vào nó sẽ ăn chắc vào chai nước hoa luôn, đúng như một cái chốt lựu đạn. Và cái này mình thấy rằng có một nhà cũng làm, đó là nhà Montel, nhưng mà cái chốt của nó thực sự là rất là phèn. Nhiều khi mà các bạn mua những cái chai gốc mà họ đã chiết rồi thì đôi khi nó giật cái chốt ra và nó sẽ bay cả cái phần gọi là nắp ra. Đấy là một cái điểm mình không thích, nhưng mà với Spybomb này mình đánh giá cái riêng cái concept làm mùi và cái độ chỉ chu của cái thiết kế thôi, nó đã rất khác biệt so với những cái thương hiệu khác rồi. Còn đánh giá về phần vòi xịt thì các bạn có thể nhìn đánh giá ở đây cái phần vòi xịt của em nó này. Đó, phun xương rất là ổn, ấn không cần phải một lực quá mạnh nhưng mà nó vẫn ra được đều. Và mình thấy là cái lượng nước hoa ra để ở mức trên trung bình một tí, nhưng mà tí nữa mình sẽ nói về cái phần mùi nha, các bạn sẽ hiểu là tại sao họ làm cái lượng phun ra nó nhiều như vậy để nó thể hiện hết được cái concept về mùi hương của em này. Từ video này trở đi, mình sẽ cố gắng truyền tải ngoài cái việc về mùi hương mở cái đoạn đầu, thì mình sẽ nói một chút về cái năm và những cái perfumer làm ra những cái mùi hương này, để cho các bạn, nếu như các bạn thích cái hơi hướng làm mùi hương đó thì các bạn có thể follow theo perfumer làm mùi để biết đâu các bạn sẽ có một cái gu, có một cái bộ sưu tập theo perfumer. Tại vì mình thời gian gần đây mình có nghe rất nhiều người bảo là tôn trọng bản quyền, nhưng mà khi mà người ta review, người ta chia sẻ, người ta lại không nói gì đến người sáng tạo mùi hương cả. Nên là từ bây giờ mình sẽ cố gắng truyền tải thêm về cái việc là sáng tạo mùi hương và một chút về quá trình của những perfumer làm ra những mùi hương đó, họ đã từng làm ở đâu, bla bla các kiểu, để các bạn có thể theo dõi xem. Và đây cũng là một cái mà mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn để mình có thể tìm kiếm nhiều nguồn thông tin chính thống hơn để cho các bạn tìm hiểu thêm về perfumer, về những cái sản phẩm mà họ đã thành công. Đầu tiên thì chúng ta có phiên bản Victoria Rose Spybomb phiên bản original. Và cái phiên bản này thì nó được ra mắt vào năm 2012, và nó nhờ sự thành công của con Flower Bomb, có nghĩa là nó đã có cái phiên bản lựu đạn cho nữ rồi, và mùi hương đấy thành công nên họ ra cái phiên bản lựu đạn cho nam. Và cái tên ở đây đó là một quả bom gia vị,
Và cái chai nước hoa này thì được làm mùi bởi ông Olivier Pope à? Ừ, để mình không biết đọc như thế nào thì mình sẽ để cái tên ở dưới. Ông Olivier Pope này thì ông ý là perfumer hiện tại cho nhà Chanel. Và ông cũng đã có khá là nhiều những cái mùi hương nổi tiếng. Ví dụ như kiểu là con Boy và con Lô. Mà một vài con nữa thì các bạn có thể search Olivier Pope. Và ông này cũng có một người đó gọi là bố của ông ý, cũng là một trong những perfumer rất là nổi tiếng, đó là Jacques Pope. Thì ông làm một perfumer cho nhà Chanel rất là lâu đời. Và các bạn có thể xem một chút về cái phần lịch sử của nhà này, thì mình sẽ bảo edit để cho các bạn xem qua về hình ảnh của hai perfumer rất nổi tiếng này. Và sau khi cái phiên bản Spybomb Original gốc được ra mắt thì chúng ta thấy rằng họ sẽ tận dụng cái việc là thành công của em này để cho ra những cái phiên bản sau. Thì ở đây chúng ta có một cái phiên bản cũng khá là quen thuộc ở Việt Nam, đó chính là phiên bản Extreme. Và cái phiên bản này thì nó lại không phải do Olivier Pope làm mùi. Đấy là một cái điều rất 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 đặc biệt, đúng không? Thường chúng ta thấy rằng những cái phiên bản flanker thì sẽ do một ông phụ trách, ông làm từ mùi gốc cho đến những cái phiên bản sau. Nhưng điều này không xảy ra ở Spybomb. Và perfumer đứng đằng sau mùi hương này đó chính là Carlos Benem và Jean-Christopher Heron. Thì ông Christopher Heron này ngày xưa ấy, thì chúng ta không biết nhiều về ông ý. Nhưng nếu như bạn nào mà có từng follow những cái câu chuyện về nhà nước hoa Creed Aventus thì các bạn sẽ thấy một điều rằng đây là người làm ra mùi hương của Creed Aventus. Trước đây thì Creed Aventus chỉ có duy nhất một perfumer làm mùi. Nhưng mà sau này khi mà Fragrantica cập nhật cũng như là có nhiều cái bài viết trên những cái blog ở nước ngoài nói về ai thực sự là người làm ra mùi của Creed Aventus, thì ông Jean-Christophe Heron này, ông ấy đã là người được thêm vào cái phần sáng tạo mùi hương của chai nước hoa Creed Aventus. Và ông cũng góp phần tạo nên mùi hương của chai Victor & Rob Spybomb phiên bản Extreme. Ngoài ra thì ông có ý cả hai perfumer này hiện tại thì đang làm cho EFF, một cái công ty hương liệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Các bạn cũng có thể xem thêm về công ty EFF này, search ở trên nền tảng Google là nó sẽ ra đầy đủ chi tiết cho các bạn luôn. Và cái ông Carlos Benem này thì ông có làm mùi của Chloe, những cái mùi của FM, những cái mùi của Dunhill. Ngoài ra thì ông Jean-Christophe Heron thì làm mùi của Creed Aventus và những cái mùi của Azzaro. Đó đều là những cái thương hiệu rất 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 nổi tiếng. Đấy là một cái điều mà mình nghĩ là mình cũng có trách nhiệm phải thêm vào cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến phần mùi hương của em nó, xem rằng hai phiên bản này nó có khác nhau nhiều không, và mùi hương của em nó thì chúng ta sẽ hình dung ra một cái hình ảnh như thế nào. Đầu tiên đó là Spybomb gốc rút chốt tận hưởng mùi hương của em nó. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Spybomb ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi gia vị cay nồng ngay lập tức. Đây, đưa lên thôi, một cái mùi gia vị cay nồng. Nhưng các bạn nhận thấy là một cái nét rất tươi và có phần chua của chanh xuất hiện. Nó làm cho cái nét cay nồng của gia vị không quá là ồ ạt. Và dù bạn có là một người dùng nước hoa mới thì bạn vẫn sẽ không bị sốc khi mà bạn ngửi em nó. Tại vì về cơ bản những cái tông mùi cam chanh, citrus và tiêu khi mà được kết hợp với nhau mà gọi là không kiềm chế khéo léo thì cái nét tiêu, cái nét spicy nó sẽ lấn át hết và các bạn sẽ ngửi bị dội ngay ban đầu. Nhưng với Spybomb này thì các bạn sẽ không bị cái cảm giác đó. Họ điều chỉnh chanh ở đây là nó cái nét tươi và chua nó hãm lại và cân bằng ngay từ lúc đầu. Nên là cái ngày mà mình được thử em này rất là lâu rồi, 7-8 năm rồi, thì mình cũng không hề bị sốc. Và đặc biệt là mình thử vào một ngày trời se se lạnh tầm tháng 9 nữa. Nên là mùi hương này nó vẫn là dễ chịu và vô cùng nam tính ngay. Nhìn cái thiết kế thôi đã thấy thế rồi. Và nếu như các bạn ngửi kỹ ở cái phần đầu nữa thì các bạn nhận thấy là một cái mùi kiểu hơi kiểu hăng hăng một chút, đến từ kiểu hơi kiểu thuốc lá khô, thuốc lá tươi mà người ta đang vò ra xong rồi người ta sẽ quấn vào những cái điếu vậy. Thì ở cái phần đầu các bạn sẽ nhận thấy đấy. Và khoảng tầm 15 cho đến 20 phút ở trên da thì cái nét chua của citrus tươi nó sẽ dịu bớt xuống. Lúc này chúng ta sẽ thấy là gia vị làm chủ đạo, cái nét tiêu cay nồng rồi kết hợp cùng với mùi thuốc lá thơm lựng
kết hợp cùng với nhau. Thuốc lá ở đây nó cũng không phải là kiểu sặc khói, mà chỉ đơn giản là cái nét xanh mùi đặc trưng của thuốc lá kết hợp cùng với cái nét cay nồng của gia vị, nó tạo nên một cái mùi hương rất 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 nam tính. Về sau thì mùi hương sẽ có xuống một cái bay hơi ngọt nhẹ, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nó không quá khác biệt so với khoảng tầm nửa tiếng cho đến tầm một tiếng sau khi xịt, là mùi hương nó chỉ nhẹ dần ở trên da thôi. Nếu mà nói rằng Spy Bomb là một cái mùi có biến chuyển nhiều không thì mình nghĩ rằng là không. Cái ngoài cái phần top note sau khi bay đi cái đốc hương cam chanh thì gần như là nó không biến chuyển và nó giữ được cái phong độ mãi mãi như vậy. Nên là bạn chỉ cần xịt cái mùi hương này thử trung tâm thương mại một lần ở ngay khoảng tầm một tiếng sau khi xịt, bạn thích nó thì bạn hoàn toàn có thể mua, nó không biến chuyển quá nhiều. Phải nói là đây là một mùi thực sự nam tính. Đây là tôi bên này tôi đã xịt khoảng tầm hơn một tiếng trước và nó không quá khác nhau đâu. Vẫn yêu, quá tuyệt vời, một cái mùi thuốc lá cực kỳ nam tính. Burberry London chúng ta đã từng thử qua một cái mùi thuốc lá khô hơi già dặn, nhưng mà đây kết hợp cùng với gia vị nó kéo lại và làm cho cái mùi hương có phần bụi bặm hơn. Còn ở đây thì là phiên bản Spy Bomb Extreme. Cái phiên bản này có gì đặc biệt? Chúng ta nhìn thấy cái bảng thành phần nó cũng thay đổi đi rất nhiều, gần như những cái nét tiêu nó sẽ giảm bớt đi và chúng ta thấy có xuất hiện vanilla nhiều hơn. Nên cái mùi hương này khi mà chúng ta vừa mới xịt ra thì với cá nhân mình cảm nhận mà mình đã side by side hai cái mùi hương này trong một cái khoảng thời gian trước khi quay video khá là dài, và mình nhận thấy rằng đây là một cái mùi hương các bạn xịt ra phát các bạn cảm thấy dội ngay. Nghĩa là các bạn nếu mà xịt ra một phát mà các bạn để khoảng tầm 2-3 phút các bạn ngửi lên thì cái mùi hương này nó sẽ khiến cho các bạn muốn đưa cái tay ra xa hơn và các bạn không muốn ngửi nó ngay ban đầu. Mặc dù nó có vanilla đấy, nhưng gần như rằng vanilla nó chỉ là cái điểm xuất hiện về sau. Còn cái mùi hương nó làm đầy hơn, dày hơn, tối hơn, không có cái nét kiểu dễ chịu cân bằng như là ở cái phiên bản Spy Bomb gốc này. Và ngoài ra thì mình còn ngửi thấy một chút kiểu hơi bột nhẹ, phấn nhẹ xuất hiện từ kiểu, mình nghĩ là có lẽ từ lavender xuất hiện vào đây để nó điểm xuyến thêm cái nét thuốc lá. Và với mình ấy, thì Spy Bomb phiên bản Extreme nó có một cái top note không được thiện cảm cho lắm. Nếu như mà bạn mua Spy Bomb Extreme để bạn dành cho người mới thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc kỹ hoặc là bạn dành nhiều thời gian cho nó. Về sau, em này trên da thì thực sự là nó xuống một cái bay mùi ngọt ngào, ngọt theo cái hướng kiểu vanilla nhưng mà có lâm dân một chút tiêu cay. Nó không đơn thuần như là những cái con ngọt ở trên thị trường như là Dust của The Good Collection, hay là những cái mùi như là của Jean Paul Gaultier, Uchamel, kể cả Le Male Le Parfum. Mặc dù cũng chung những cái nét quế nhưng mà những ở những cái phiên bản của nhà Jean Paul Gaultier thì họ sẽ cố gắng giảm cái nét tiêu đấy xuống để nó có một cái khía cạnh nam tính thôi là đủ. Nhưng ở cái phiên bản này họ vẫn sẽ cố gắng giữ được cái chữ Spy Bomb gia vị. Nhưng với mình cái phiên bản này là đây là một cái thanh sô-cô-la được rắc một tí tiêu lên ở trên thôi. Còn với đây, đây mới là một quả bom gia vị chính gốc. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì về sau Spy Bomb Extreme nó vẫn nịnh mũi hơn rất nhiều. Và cái vani ở đây đặc biệt là trên da mình ấy, cái hơi hướng vani ở cái phiên bản Extreme ấy, thì nó có cái hơi hướng kiểu hơi nặng, bệt và dính ở trên da. Nó tạo nên một cái mùi mà có lẽ nó sẽ sưởi ấm được cho những ngày mùa đông siêu siêu lạnh. Và nếu như bạn hỏi mình một câu rằng với hai cái sự khác biệt như vậy thì nó có sự khác biệt nào về cái thời điểm khuyên dùng và cái độ bám tỏa hay không, thì cái yếu tố đầu tiên mình xét đó là về cái thời điểm mà các bạn dùng. Với mình cái phiên bản gốc này chúng ta hoàn toàn có thể xịt đi làm văn phòng, tại vì đi làm văn phòng bạn phải ngửi mùi hương của bạn thường xuyên, nên là nếu như bạn dùng những cái mùi ngọt thì các bạn sẽ bị nhanh chán, nhanh ngấy. Mình luôn nói với các bạn rồi, các bạn mùi ngọt chỉ để đi gây ấn tượng ban đầu thôi, đặc biệt là ngọt bám quả tốt nữa. Còn với những cái mùi như kiểu gỗ, như kiểu gia vị cay và những cái mùi nó hấp dẫn hơn, da thuộc các thứ, thì bạn có thể mặc nó thường xuyên và các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương nó cũng có cái nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn hơn. Nên là với Spy Bomb phiên bản này bạn có thể xịt vào đi làm văn phòng mùa, những cái ngày mùa mát. Còn với những ngày mà chuyển rời như kiểu trời đang nồm ở Hà Nội này, rồi những cái ngày xuân sang hè, rồi từ hè sang thu, các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó. Nó cũng có thể cơ động như con Terre d'Hermès phiên bản EDT, phiên bản EDP và phiên bản Parfum vậy. Đó, với mình thì Spy Bomb này nó khá là đa dụng ngoại trừ mùa hè quá nắng nóng thôi. Còn phiên bản Extreme thì nó sẽ có cái xu hướng là target vào tập trung
chi tiết vào là mùa đông và sẽ là những cái ngày thời tiết lạnh. Nếu như các bạn mặc cái mùi hương này vào những ngày trời kiểu mát mát thì các bạn sẽ không nhận thấy nó lên quá rõ rệt đâu. Nhưng với những ngày mà trời lạnh hẳn, các bạn xịt em nó vào những cái khăn hay là những cái áo ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng mùi hương này nó có một cái độ tỏa và lưu, và mùi hương nó rất là nồng nàn, nó thể hiện được toàn bộ những cái nét ngọt ngào cay nồng của một cái mùi hương ngọt vanilla cùng với spicy. Đấy là một cái điều rất hay ở Spybomb Extreme mà mình đã từng trải nghiệm qua. Tại vì sau khi mà mình được thử em này cách đây khoảng 7-8 năm, mình đã mua Extreme thử nhưng mà một lọ chiết thôi. Và mình thấy một điều rằng em này vào mùa đông lạnh nó phát huy tác dụng rất rất tốt. Và kết hợp cùng với cái nét ngọt của vanilla nhiều nữa, nên Spybomb phiên bản Extreme này nó sẽ phù hợp cho các bạn đi chơi vào những cái ngày trời lạnh này, đi hẹn hò rất là hợp lý. Vừa có một cái vai ngọt ngào, vừa có một cái vai nam tính, thì đây là một trong những cái mùi hương như vậy chắc chắn luôn. Và nói qua về độ bán tỏa thì Spybomb phiên bản gốc original này lưu được trên da mình khoảng tầm 6-7 tiếng. Còn với phiên bản Extreme này nó sẽ lưu tốt ở trên da tầm 7-8 tiếng, thậm chí rằng hơn. Và cái độ tỏa hương của hai mùi hương này thì nó có một vài điều đặc biệt. Đó là với cái phiên bản gốc thì các bạn thấy là mùi hương ban đầu tỏa khá tốt, nhưng về sau thì khoảng tầm 1-2 tiếng thôi thì nó trở thành một cái mùi nhẹ nhàng hơn và tầm khoảng tầm nửa cánh tay. Còn với phiên bản Extreme này thì cái top note của nó lại không tỏa tốt, nhưng từ khi vanilla xuất hiện thì mùi hương nó lại bung lụa hơn và nó tỏa tầm hơn nửa cánh tay đến một cánh tay. Đấy là cái điều đặc biệt ở hai này nếu như các bạn lăn tăn về cái độ bán tỏa. Tiếp tới thì nó sẽ là một cái gọi là mẫu tuyết người đàn ông như thế nào cho hợp lý với hai mùi hương này. Spybomb, bụi bặm. Có lẽ nếu như bạn hình dung thì bạn có thể xem cái video của Terry the MX, một người đàn ông nam tính với một cái mái tóc dài hơi bụi bặm một tí, xong rồi mặc những cái áo phông basic cơ bản, đi một chiếc quần mặc một chiếc quần jean, rồi áo một cái khoác da hoặc là kể cả một cái khoác da lộn thôi. Nó chỉ cần bụi bặm nam tính, tại vì với mình đây là một cái mùi hương vô cùng nam tính, rất 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 nam tính luôn. Bạn đang tìm một cái mùi hương nam tính thì hãy cứ đến với tiêu, với gia vị, nó sẽ là nam tính. Và đây là một cái mùi mình ngửi cũng có phần hơi kiểu hoang dã nữa, nó hơi kiểu lông lá nữa đó, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm đến Spybomb. Và đây như kiểu là một chàng trai đứng ở cái kiểu một cái ngoài quán bar, xong rồi hút một điếu thuốc, xong rồi tóc dài dài, xong rồi cứ trầm tư ấy, thì đây là một anh chàng như vậy, ít nói, lạnh lùng, đủ. Thế là đủ miêu tả về Spybomb phiên bản original. Còn với phiên bản Extreme thì bạn cứ hình dung anh chàng vừa rồi hút xong, giải quyết mọi vấn đề, đi vào quán và bắt đầu trở nên tìm kiếm săn mồi nhiều hơn. Tại vì anh ta tự tin về cái phong thái của anh ấy. Mùi hương này thì có lẽ sẽ là một cái hình ảnh người đàn ông điệu đà hơn so với phiên bản gốc mà mình vừa mới nói. Anh chàng ở đây cũng thể là quần jean nhưng mà trải chuốt hơn, bóng lộn hơn, chứ không có cái phần kiểu lông lá hoang dã như anh này. Anh này thì cảm giác là người nó cũng trẻ trung hơn so với cái phiên bản kia. Anh chàng này kiểu lúc nào trong tay cũng điếu thuốc cháy đỏ, xong rồi đi kiểu lác mắt đà đưa mấy cô, thì các bạn hoàn toàn có thể thử xem Spybomb. Và nếu như mà để mình đánh giá thì ở trong những cái phân khúc những chai nước hoa có tông mùi thuốc lá nam tính, thực sự bỏ qua Spybomb là các bạn đang bỏ qua một cái gì đấy nó khá là lãng phí. Mặc dù nó ra mắt rất lâu rồi nhưng nó vẫn xứng đáng được thử. Và tin mình đi, mình đến tận bây giờ có rất nhiều, khoảng tầm 400-500 chai nước hoa ở đây, nhưng Spybomb đối với mình nó vẫn là một cái gì đó, nó đứng ở một cái vị thế mà chúng ta rất khó để có thể thay đổi được. Nên là nếu như bạn thích và bạn thấy rằng là thiết kế nó ngầu và vô tình bạn cũng có một cái phong cách như mình vừa miêu tả, các bạn hoàn toàn có thể thử em nó. Giá nó cũng chả phải quá đắt, mà nhận xét về tất tần tật nhá, từ cái concept làm mùi cho đến cái phần thiết kế, nó quá hợp, kể cả cái phần tên mùi hương quá hợp lý luôn, đặc biệt là phiên bản này. Nếu như bỏ qua phiên bản này, nó thực sự là một cái sự thiếu sót.
Và nếu như bạn cũng đã xài qua em nó rồi thì đừng ngại ngần cái việc chia sẻ cảm nhận ở phía dưới. Đừng quên việc like, share và ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!